Bạn học tiếng Trung để làm việc bây giờ hoặc sau này. Bạn sắp phải giao tiếp với người nói tiếng Trung, nhưng vốn quá ít, cần tăng khả năng nghe nói trong thời gian ngắn. Bạn đang học tiếng Trung theo cách học từ mới ngữ pháp truyền thống, đang cần một chương trình kết hợp giao tiếp hiệu quả. Bạn sắp đi du lịch, du học hoặc công tác ở các nước nói tiếng Trung. Hoặc bạn chỉ đơn giản học tiếng Trung vì yêu thích, vân vân. Với tiêu chí tạo ra một phương pháp học ngoại ngữ dễ dàng, hiệu quả và tiện lợi, Hội quán Tam Thế sẽ giới thiệu cho bạn chương trình tự học tiếng Trung giao tiếp Build Trust. Với các bước học hoàn toàn bằng nghe nói phản xạ, bạn sẽ không thấy khó khăn nhàm chán khi phải tự tra cứu từ mới ngữ pháp. Không phát âm sai, tốc độ nói và phản xạ chậm. Không biết từ mới mà không nghe nói được, nhờ được luyện đối thoại với nhiều câu đa dạng từ cùng một từ mới. Không nghe được nhưng không phản xạ được, nhờ được luyện phản xạ Việt Trung chung chung liên tục. Không học bài nào biết bài đó, mà có sự xuyên suốt trong cả quá trình học, về cả từ và cách dùng từ với vô số ngữ cảnh thực tế. Các bài hội thoại chính sẽ được tách nhỏ học từ từng từ mới cho đến các câu hoàn chỉnh. Bạn sẽ được học nói nhiều câu đa dạng từ cùng một từ, logic mọi kiến thức đã học với nhau, luyện đối thoại chung chung từ những gì đã học. Phương pháp học này vừa dễ học, giúp bạn nhớ lâu, phản ứng nhanh nhạy trong giao tiếp, vừa thuận tiện vì chỉ cần nghe và nói cùng bài học, lại vừa giúp bạn dễ dàng đọc hiểu các kiến thức bổ sung và đưa vào sử dụng. Bạn có thể học miễn phí 15 bài đầu qua kênh YouTube của Hội quán. Quan trọng nhất là cố gắng duy trì học liên tục hàng ngày, thời lượng có thể tùy vào khả năng của bạn. Và nhớ liên hệ với Hội quán để mua tiếp các bài sau theo bảng học phí này nhé.